Xin chào mọi người, hôm nay Toàn sẽ hướng dẫn cho mọi người cái sản phẩm mới mà Toàn mới làm đại lý, đó là cái bộ tắp đèn pha nhé. Ở đây mình xin giới thiệu bộ tắp đèn pha sản xuất bởi công ty Lam Sang, chuyên gia về giấc cắm dây điện. Trên tay mình là bộ sản phẩm tắp đèn, ở đây có hướng dẫn sử dụng. Và mọi người để ý này, giấc cắm rất xịn sò, chúng ta không phải đấu đối, chỉ việc cắm thôi. Ở đây trên xe SH 2020 nhé, thì cái dòng này cứ bật khóa là đèn sáng. Đây. À, những cái xe đời mới như SH Lead rồi là LED 2020 cứ bật khóa là đèn sáng. Đây, bấm pha cốt không tắt được. Và bản thân trên xe là không hề có công tắc tắt đèn. Đấy, những xe đời mới là như vậy. Rồi. Thế thì một số xe mà chúng ta cố tình đấu lối chế cháo công tắc thì sẽ làm cháy luôn cái đèn pha. Ví dụ như là xe AB 2020 mà cố tình đấu lối tắt đèn thì sẽ làm chết đèn pha, thậm chí chết cả IC. Thì ở đây mọi người lên sử dụng cái bộ này. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người tự đấu lối ở nhà. Ở đây SH nhé, thì đấu lối thì mọi người sẽ tháo cho mình cái này để cắm được công tắc. Rồi, bây giờ bạn Khánh, bạn tháo cho mình cái lắp này ra. Rồi, ở đây mình tháo yếm áo sẵn rồi nhé, tháo ốc sẵn rồi kìa. Ở đây có ốc này, đấy, những con vít, hai vít đây và hai con vít hai bên. Mọi người tháo hết vít ra, ở đây mình tháo sẵn ra rồi, đỡ mất thời gian. Rồi, tiếp theo là tháo cái mặt lạ đây ra, tháo mặt lạ là mọi người khéo tay cậy mặt lạ ra, sau đó là tháo cánh yếm này ra. Đây mình đã tháo ốc sẵn rồi nhé. Đấy. Tháo cánh yếm này thì tháo ốc ở đây này, sau đó là ở dưới có vài con sâu lở đây này. Đấy, thì mọi người tháo ra. Rồi, ở đây là có công tắc đèn này, tháo ra. Đấy, bạn Khánh cắm cái công tắc này vào. Chúng ta cắm ở đây. Rồi, đây là cắm của bộ tắp đèn đây. Rồi, xong rồi. Đây, trên này nữa. Đấy, đây có đầu đực đầu cái đúng không? Cái này không phải, cái này đèn hậu. Đấy, mọi người cắm đúng rắc, chứ cắm nhầm cũng không nhà vào được đâu. Đấy, như vậy là có hai đầu. Đầu đực thì cắm vào đuôi đèn và đầu cái thì cắm vào cái đèn pha. Nhá. Đấy, cố tình lắp nhầm không được đâu. Sau đó cái dây này nó dài thì là cắm vào công tắc pha cốt nhé. Rồi, tức là rút cái dây zin của xe để lửng nhé. Để lửng cái công tắc, cái rắc cắm zin của xe để lửng, sau đó là mình sử dụng cái rắc cắm của mình ấy cắm vào cái công tắc pha cốt, giữ lại công tắc pha cốt này, đúng không? Rồi, để bật khóa đi. Đấy, bây giờ đây à, mình sẽ nháy hai lần, một lần hai lần là tắt đèn, một lần là bật đèn. Đây, tắt đèn thì mình sẽ ấn hai lần này. Đấy, tắt đèn chưa? Giờ mình sẽ ấn pha cốt một lần là bật đèn, pha cốt hai lần này, một là tắt đèn. Đấy, hai lần là tắt đèn, một lần là bật đèn. Rồi, bây giờ bạn tắt đèn đi, ấn hai lần pha cốt nhé. Rồi, bật một lần là bật đèn, đúng không? Rồi, đây. Mình đây. Đấy. Bây giờ bạn Khánh quay cho mình cái công tắc nhé. Đây, bạn cầm máy cho mình. Cầm máy cho mình. Đây. Rồi, hai lần đúng không? Bật một lần rồi, bật đèn. Đấy, mình sẽ ấn pha một lần, cốt một lần đúng không? Là bật đèn, tắt đèn thì bây giờ ấn hai lần thôi. Đấy. Một lần này. Đấy, là bật đèn. Là bật đèn. Bây giờ tắt đèn ấn hai lần này. Đấy. Bây giờ bật đèn này. Đấy, tức là bật bình một cái là bật đèn. Bây giờ bật bình hai lần là tắt đèn. Đấy, tắt đèn đúng không? Bật bình một lần là bật đèn. Bật bình hai lần này.
và tắt đèn nhé. Rồi nếu bây giờ muốn phát sinh thì giữ chặt vào đây là đang phát sinh, có nhìn rõ nó trước không? Có. Đấy, nhả ra ấn một cái này phát sinh này, ấn một cái phát sinh này, còn không có giữ ở đây nó đá đèn. Đấy, còn không có bật đèn lên, bật đèn lên sau đó phát sinh thì nhảy ở đây nó chớp chớp, ấn phát sinh nó chớp chớp. Đấy. Rồi đấy là công dụng của các đèn rồi. Ở đây là ở đây AB125 160 2023 này. Đó. Ở đây là lít này. Đấy, cái bộ này thì của hãng khác nhé. Đây là dành cho lít AB2020. Đây, đây là lít. Đấy, đây là lít này. Đây là của Lam Trang đây. SH2020. Nhìn ra anh tiện để mình bóc ra nhé. Đây, đây là sản phẩm mới mình mới đặt hàng về. Đây là bộ tắt đèn rất là xịn sò, trên này có hướng dẫn sử dụng nhé, hướng dẫn sử dụng luôn này. Đây có hai đầu, đầu này cắm vào đèn pha, đầu này cắm vào rắc đuôi của đèn pha, đầu này thì là cắm lên công tắc pha cốt. Và thao tác vừa rồi thì bạn Khánh đã cắm cho mọi người xem rồi. Rồi mọi người mà mua hàng thì liên hệ số điện thoại đây. Đây mọi người mà mua hàng ấy thì liên hệ cho số điện thoại của anh kỹ thuật viên. Số của anh ấy là 0906048651. Thì video rất rộng lắm thì mọi người đã nhìn rồi. Số điện thoại mình nhắc lại số điện thoại nhé, 0906048651 là nhân viên bán hàng. Mọi người có nhu cầu gì liên hệ qua số điện thoại đấy. Rồi video mình làm đến đây là hết rồi.